được trong cái thắng học được ở trong cái nhóm rèn luyện doanh nhân trọng tài áo vàng, đó là cái hiệu ứng đám đông. À, cái hiệu ứng đám đông. Và cái hiệu ứng đám đông này thì thật sự là với cả nhà là chúng ta chỉ có học và chúng ta ứng dụng, chúng ta trải nghiệm được thì chúng ta sẽ thành công được. Và Thắng nghĩ là cái hiệu ứng đám đông này thì chắc anh chị em làm bất động sản họ cũng rất là rành đấy, chúng ta rất là rành, nhưng để tạo ra được cái hiệu ứng đám đông ấy nó lại có cả một cái quy trình cả nhà. À, nó cả một cái quy trình chứ nó không phải là một cái chúng ta gọi thích làm gì chúng ta làm đâu. Giống như kiểu nãy Thắng nói đấy, khách hàng đến với Thắng là phải đúng như Thắng mong muốn chứ không phải là gì ạ, đến để thấy mình đang cần ép giá mình thế này kia, không. Những đấy là những người như vậy là Thắng không có cần đấy. Thắng bảo thôi tốt hết, tốt hết là gì ạ, để khỏi mất thời gian của anh và khỏi mất thời gian của em đấy, thì mong anh đó là đi lựa chọn những cái sản phẩm dịch vụ nó khác. Chứ còn em, đối với em xin cũng xin chia sẻ với anh là như anh là anh không có đủ đáp ứng đủ cái tiêu chí để gọi là em có thể bàn giao lại hay sang nhượng lại cho anh đâu đấy, anh thông cảm đấy. Nên là gì ạ, khi mà Thắng lựa chọn những đối tác khách hàng và Thắng tạo ra cái hiệu ứng đám đông cả nhà, nó tuyệt vời lắm. Và đúng những cái người đấy họ tới với mình ấy, là mang đúng cái tâm thế mà mình yêu cầu. Nhưng cả nhà biết không ạ, đấy ví dụ như kiểu Thắng bán cái ngôi nhà đấy có rất là nhiều khách hàng họ tới, mà Thắng đã ra quyết định trong cái bản hai vợ chồng Thắng đã quyết định trong cái bản gọi là cái quyết định trong cái khi mà chúng ta phải viết ra một cái mục tiêu cho mình đấy, là phải chọn đúng là gì ạ, vậy là sở hữu cho mình là phải một cặp vợ chồng, và đến nhà mình là phải đi ô tô và phải như thế nào như thế nào. Nó vẽ ra đúng như là những gì mà Thắng lựa chọn, thì đúng là khách hàng tới hàng loạt đấy, nhưng mà chỉ có một cặp vợ chồng thôi và cũng đi ô tô mà cũng đậu xe ngay ngay trước cửa nhà Thắng. Và bởi vì sao, bởi vì có rất nhiều người họ thiết tha, nhưng bên trong tâm của mình ấy, trong tâm trí của mình đã lựa chọn cái vợ chồng đó rồi, thì lúc đầu cả nhà, lúc đầu vợ chồng đó họ cũng mang một cái tâm thế là họ cũng rất là gọi là đang đi tìm kiếm, mới 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 gọi là mới cưới nhau mà, đang đi tìm kiếm một cái ngôi nhà để họ ở, nhưng mà thật sự tài chính của họ nó chưa có đủ theo cái ngưỡng mà mình yêu cầu. Thế Thắng cũng nói là thôi bây giờ nói chung là anh cũng đang cần cái số lượng tài chính như thế này, và em thì em cũng chưa có thể đáp ứng được, thì thôi thông cảm với anh. Đấy, em có thể đi lựa chọn nhiều cái vị trí mà có thể là nó tốt hơn, phù hợp với em hơn. Thế rồi họ cũng đi đi nhưng mà gì ạ, họ đi chả biết đi được bao lâu, họ gọi điện xong họ quay trở lại nguyên một gọi là một rất là đông khách hàng anh chị em ngồi đấy, mà họ và họ đặt cọc chốt tiền cái cột mà mọi người trố mắt hết lên. Bởi vì sao? Bởi vì trong tâm của Thắng, Thắng đã xác quyết là vợ chồng đấy sẽ là gì ạ, Thắng sẽ sang nhượng cho vợ chồng đấy. Và cả nhà biết không ạ, mọi người mới quay sang nói với chồng Thắng là ủa sao anh chị ngồi đây, các anh chị ngồi đây rồi đàm phán với em nãy giờ mà sao tự nhiên cái người này họ đến rồi họ đi, cái tự nhiên xong cái là họ quay lại họ đặt cọc, thế bọn anh ngồi nãy giờ gọi là dành thời gian ở đây để làm gì. Thắng mới nói là ủa thì thật sự là đây anh vợ chồng này đáp ứng đủ tiêu chí của em đấy, với lại cái tài sản của em thì chắc chắn là sẽ ở ngoài kia sẽ còn rất nhiều những cái tài sản nó còn tốt hơn nữa đấy, thì thật sự mong anh chị là các anh chị rất là biết ơn các anh chị đó. Nhưng bây giờ ngày hôm nay nó là thật sự là cái duyên đấy, cái duyên vợ chồng này thì em xin sang nhượng lại cho vợ chồng này. Thật sự cả nhà không có một cái áp lực hay không có một cái gì nó gì ạ, không có một cái gì đấy nó tạo một cái, nói chung là mình làm một cái tâm thế rất là thoải mái luôn, rất là thoải mái, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc luôn đấy. Và cũng chả hiểu sao đâu, chả hiểu sao đâu, cứ áp dụng đúng những cái công thức của câu lạc bộ chia sẻ, mọi chuyện nó đến một cách thật rất là dễ dàng, rất là suôn sẻ luôn. Mặc dù trong cái thời điểm Covid cả nhà, Covid đúng không ạ, thời điểm đấy nó không hề dễ dàng đâu đấy, không hề dễ dàng đâu, nhưng mà sao Thắng có thể làm được những chuyện đấy nó một cách rất là vi diệu luôn. Thật sự Thắng nhiều, nhiều lúc mình ngồi lại mình đặt cái câu hỏi của sao mình có thể làm được những chuyện đấy nhỉ đó. Nhưng mà thật sự là nhờ ứng dụng nghiêm túc những cái bộ kiến thức trong cái gì ạ, trong cái nhóm rèn luyện doanh nhân trọng tài áo vàng của câu lạc bộ trọng tài áo vàng ở nhà, trời ơi, nó tuyệt vời lắm. Nhưng chúng ta phải ứng dụng nghiêm túc, và những cái bí kíp mà Thắng đã chia sẻ là Thắng đã ứng dụng thành công rồi, còn quan trọng là chúng ta phải ứng dụng cơ cả nhà. Nhiều cô chú anh chị em chúng ta có rất nhiều cô chú anh chị em chúng ta hỏi nhưng mà chúng ta lại chưa chịu ứng dụng. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đang mang một cái tâm thế giống như kiểu chị là gì ạ, chị đang là gì ạ, môi giới rồi, chị đang
Nói chung là chúng ta đi làm những cái việc đấy, chúng ta tập trung vào cái túi tiền nhiều quá. Tự nhiên những cái năng lượng chúng ta học rồi, những cái năng lượng đấy là chúng ta gì ạ? Năng lượng thì nó sẽ có tính lây lan, đúng không ạ? Và khi chúng ta mang những cái điều đấy, nó sẽ khách hàng nó sẽ cảm nhận được, và nó sẽ tự nhiên nó sẽ tự giới hạn lại, tự giới hạn cái khả năng của mình. Cái khả năng ở đây là có khả năng chia sẻ, cái khả năng tự tin, cái khả năng gọi là truyền đạt, hay cái khả năng nghệ thuật đàm phán ấy. Nghệ thuật đàm phán này nhỉ. Nhiều cô chú anh chị em chúng ta muốn bán một cái sản phẩm gì đấy, chúng ta cứ làm sao chúng ta gọi là dẫn khách hàng mà chưa chịu lắng nghe khách hàng, chưa chịu lắng nghe những cái mong muốn hay là những cái nỗi đau của khách hàng ấy. Chúng ta cứ làm sao, chúng ta làm sao thì chúng ta gọi là phô ra những cái gì tốt nhất, rồi làm những cái gì 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 gì, trong khi đó chúng ta chưa biết khách hàng mong muốn cái điều gì, đúng không ạ? Trong khi đó chúng ta chưa biết khách hàng mong muốn điều gì, và chúng ta cứ cứ làm sao để bán hàng cho nhanh, để cho nhiều, nhưng không phải. Chúng ta phải có một cái đường dài, có một cái tầm nhìn nó lớn hơn, nó xa hơn. Đó là gì ạ? Bây giờ Thắng đang quyết định là gì ạ? Khách hàng đến với tôi gọi là tự động gõ cửa mua hàng đấy, tự động gõ cửa mua hàng, chứ không phải là gì ạ? Chúng ta phải hiểu được tiền hay là bất cứ một cái điều gì chúng ta chỉ có thu hút về được, chứ chúng ta không thể nào chúng ta có thể gọi là đi tìm được cả nhà, thu hút được chứ không thể là tìm được đấy. Bởi vì sao ạ? Nó đến từ cái giá trị của mình mà. Đồng nghĩa là khi chúng ta biết được điều đấy là chúng ta phải nâng cao được cái giá trị của mình lên, đúng không ạ? Nhiều cô chú anh chị em, kể cả những cái bạn đang học trong cái nhóm Học Tập và Thắng, tạo ra rất nhiều những cái thành công, nhưng mà gì ạ, chỉ cái ngưỡng ấy thôi đấy. Khi mà bạn đạt cái mục tiêu là cứ ví dụ như kiểu 30 triệu rồi, nhưng bây giờ đạt đến 50 triệu mà vẫn chưa đạt được. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta gọi là chúng ta không chịu phát triển, chúng ta không chịu nâng cái giá trị bản thân của mình lên. Cái giá trị nó quan trọng lắm ở nhà, cực kỳ quan trọng luôn. Và cái giá trị đấy nó đến thì ạ, nó đến từ bên trong chúng ta, đó là cái nhiệt kế tài chính của mình đấy. Tức là sao? Chúng ta phải có mặt được ở trong những cái nhóm rèn luyện. Thắng ở đây, Thắng rất mong cô chú anh chị em chúng ta gì ạ, rất mong cô chú anh chị em chúng ta đón nhận được những cái kiến thức đó là gì. Chúng ta phải gì ạ, có mặt trong nhóm rèn luyện thân tâm trí này, chúng ta phải có mặt trong cái nhóm gì ạ, rèn luyện doanh nhân tự tay háo vàng này. Bởi vì sao? Bởi vì ở trong đó có tất cả những cái gì ạ, tất cả những cái công thức, những cái bí kíp, và đặc biệt đó là gì ạ? Được trực tiếp, đúng không ạ, được trực tiếp Chủ tịch Trịnh Huy, đó là cái vị thuyền trưởng của chúng ta, chia sẻ những cái cách hay là những cái gì ạ, những cái công thức để chúng ta đạt được những cái mục tiêu đó rồi, đúng không ạ? Thì đó thì rất là tuyệt vời. Và đặc biệt đó là gì ạ? Chúng ta phải cả nhà Thắng cũng nói đi một lạnh, đó là cái tình yêu thương và lòng biết ơn này. Tình yêu thương và lòng biết ơn nó quan trọng cực kỳ, nó quan trọng khủng khiếp luôn. Khi mà chúng ta gì ạ, có được những kiến thức này rồi, mà chúng ta một ngày nào đấy chúng ta khởi động một ngày mới, mà chúng ta gì ạ, cái năng lượng này, cái tình yêu của mình nó hơi lệch lệch một chút, là cái ngày đấy chúng ta làm việc nó chưa có, nó chưa có đúng theo những cái điều mình mong muốn luôn đấy, dạng như kiểu nó lệch lệch ấy, lệch tần số đấy. Nên là gì ạ? Làm bất kỳ cái điều gì chúng ta cũng phải yêu cái đã, đúng không ạ? Chúng ta bất động sản, làm bất động sản chúng ta phải yêu bất động sản, đúng không ạ? Và yêu, để yêu bất động sản được thì chúng ta phải yêu chính con người chúng ta đấy. Chúng ta hãy định danh mình là ai đấy, định vị mình là ai, cái giá trị thương hiệu của mình như thế nào đấy, đúng không ạ? Thì đó, thì tất cả những cái điều đấy thì Thắng cũng đã ứng dụng thành công rồi, và Thắng cũng đã giúp cho rất nhiều các anh chị em. Ví dụ như kiểu là trong này thì có bạn Thúy, bạn cũng sang nhượng lại cái một cái trường trường mầm non nó lớn lắm ở nhà đấy. Và bạn giờ bạn mới bạn Cẩm Châu đấy, bạn mới Cẩm Châu thì mới gì ạ, đặt mục tiêu gọi là mới chưa kịp viết cả nhà, mới có suy nghĩ trong đầu thôi. Và Thắng bảo ra, Thắng nói với bạn là em hãy viết ra đi, viết xuống giấy đi, mà chưa, mới viết xuống mà chưa kịp làm bài thôi miên thôi, mà giờ chồng đã gì ạ, chồng đã mang một cái bản thiết kế xây nhà về rồi đó đấy. Rất là đơn giản, rất là gì ạ, rất là gọi là bằng sức mạnh tiềm thức, mà chỉ có sức mạnh tiềm thức thì nó mới giúp chúng ta, cái công cụ nó mới giúp chúng ta gọi là đạt được những mục tiêu của mình một cách dễ dàng được. Tất cả những cái gì mà Thắng đã ứng dụng thành công và giúp cho anh chị em chúng ta ứng dụng thành công rồi, thì Thắng đã chia sẻ cho chị Thúy Kiều cũng như là tất cả những anh chị em ở đây rồi, đúng không ạ? Hy vọng là tất cả chúng ta sẽ gì ạ, ứng dụng thành công, và chúng ta sẽ có mặt ở trong cái nhóm rèn luyện doanh nhân trọng tài vàng. Và cả nhà ở đây thì chúng ta sẽ đồng hành với nhau cả đời, chứ nó không phải là trong một cái thời gian rồi thôi đấy. Nên là gì ạ? Cái kiến thức này rất tuyệt vời, nên chúng ta phải gì ạ, chúng ta phải ra quyết định chúng ta gì ạ, có mặt trong nhóm rèn luyện doanh nhân trọng tài áo vàng đi đó. Chúng ta có mặt càng sớm thì chúng ta thành công càng sớm, và bao nhiêu trong số tất cả cô chú anh chị em chúng ta đã quyết định đấy, chúng ta trở thành một doanh nhân trọng tài áo vàng giống như Thắng, cũng như là doanh nhân Nguyễn Lành và tất cả các anh chị em doanh nhân ở đây.
thì hãy comment cho Thắng tôi là doanh nhân chạm tay áo vàng được không ạ? Chị Thúy Kiều mà cần bài bài cầu nguyện này hay bài gọi là bài cầu nguyện này thì hãy liên hệ với bạn Phạm Khoa nhé. Có rồi cả nhà, có rất nhiều những cái bí kíp, có rất nhiều những cái lời cầu nguyện nhưng mà chúng ta phải ứng dụng nghiêm túc. Đấy, hãy viết ra mục tiêu cho mình. Ok, thì đó là những cái chia sẻ của Thắng. Hy vọng là qua những cái chia sẻ đấy thì chị Thúy Kiều và những anh chị em là chúng ta sẽ ứng dụng thành công. Rồi xin bây giờ Thắng xin phép được nhường lại mic cho doanh nhân Nguyễn Lành. Xin biết ơn doanh nhân Nguyễn Lành cũng như là tất cả cô chú anh chị em chúng ta đã lắng nghe trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn và biết ơn ạ. Dạ rất là tuyệt vời ạ. Và bạn nhà anh chị ngày hôm nay mình đã nhận được rất là nhiều những cái giá trị. Chúng ta có thể là gửi lời cảm ơn tới doanh nhân anh Nguyễn Thắng của chúng ta đứng ạ. Yes, và đó là những cái việc kịp thực tế anh chị ha. Chúng ta không phải là nói bằng lý thuyết nữa mà đó là cái việc kịp thực tế mà gia đình anh cũng như là anh đã hỗ trợ cho rất là nhiều anh chị cũng đã ứng dụng rất là thành công. Và nãy giờ thì Lành cũng đã được học rất là nhiều bí kíp từ doanh nhân anh Nguyễn Thắng rất là hay luôn đúng không ạ? Thì Lan sẽ chia sẻ lại, tóm tắt lại để mà cả nhà mình có thể là hiểu rõ từng bước hơn để mà giúp cho anh chị ứng dụng. Thì cái cách để mà bán bất động sản thì đầu tiên là sao? Đó chính là chúng ta cần phải biết cái công thức đặt mục tiêu sau mắt. Và sau đó thì chúng ta sẽ viết ra một cái bức tranh. Viết ra một cái bức tranh kết quả của công mình mong muốn. Và cái bức tranh đó là giống như anh Thắng rất là vi diệu ha. Họ đặt cái mục tiêu là phải là hai vợ chồng. Hai vợ chồng mua cái ngôi nhà của mình đó thì chính xác là cuối cùng là hai vợ chồng, mặc dù là khách hàng tới rất là nhiều nhưng mà đúng chính xác là hai vợ chồng đó đã là cái người mà mua hàng của anh chị, mua cái ngôi nhà của anh chị. Nên đó là khi mà mình viết ra cái bức tranh anh chị thì mình cũng viết ra luôn. Cái lúc này là khách hàng đã chuyển tiền cho mình rồi, lúc này là gọi là mọi thứ là đã giấy tờ xong xuôi rồi anh chị ha, chứ không phải là lúc này là mới gặp khách hàng đâu ạ, mà lúc này đã mình đã bán được hàng cho khách hàng rồi. Và cái số 2 sau khi mà mình có bức tranh rồi thì bước số 2 đúng không? Mình sẽ làm bức tranh thôi miên. Và anh chị sẽ nghe một ngày ít nhất là 3 lần. Tại vì thôi miên là cái cách để mà anh chị có thể là đưa bản thân của mình, đưa những cái mục tiêu của mình vào bên trong tiềm thức, đó là những cái thời điểm vàng để mà tiềm thức của mình có thể tiếp nhận những cái mục tiêu của mình, giúp cho anh chị có thể là hưởng ứng được hoặc là thu hút được khách hàng một cách tốt nhất. Và cái bước số 3 rất là quan trọng đúng chưa nào? Đó chính là mình cần phải luôn đưa mình về cái trạng thái năng lượng của tình yêu thương và lòng biết ơn. Lòng biết ơn ở đây là biết ơn với chính bản thân của mình xứng đáng đúng không ạ? Mình đặt cái tư duy giống như hồi nãy anh Thắng chia sẻ rất là hay. Mình cho dù có thể là mình là môi giới nhưng mà mình hãy nâng tầm bản thân của mình lên. Mình là một chuyên gia, thay vì nghĩ mình là môi giới thì mình sẽ nghĩ rằng đó đúng không ạ? Mình sẽ định vị mình là một chuyên gia trong bất động sản và mình sẵn sàng giúp cho khách hàng của mình, giúp cho đối tác của mình họ sở hữu những cái bất động sản tuyệt vời nhất, và từ những cái bất động sản đó họ sẽ nâng tầm lên, họ sẽ gia tăng cái giá trị, gia tăng tài sản của họ gấp 2 lần, gấp 3 lần. Cho nên là mình rất là tự hào khi mà có thể chia sẻ với họ điều đó. Nên đó chính là đầu tiên là việc lòng biết ơn với chính mình ha. Cái thứ hai là gì ạ? Việc lòng biết ơn và cho cái bất động sản, cho cái tài sản mà mình muốn bán đó, cho cái ngôi nhà hoặc là cái mảnh đất đó, và chúc phúc cho cái mảnh đất đó là sẽ đón những cái người chủ mới, và cái người chủ này là sẽ giúp cho cái mảnh đất đó, cái bất động sản đó và gia tăng cái giá trị gấp 2 lần, gấp 3 lần đúng không ạ? Và cái thứ ba đó chính là việc lòng biết ơn đối với khách hàng của mình. Mình thật sự mong muốn là không phải mình tập trung vào túi tiền của khách hàng mà mình tập trung vào những cái điều gì, cái lợi ích gì mình có thể giải quyết được, cái nỗi đau gì cho khách hàng, và mình có thể mang lại cái sự sống sướng gì cho khách hàng của mình khi mà họ sử dụng mảnh đất này, và mình ra quyết định đúng không ạ? Chính cái mảnh đất này sẽ mang lại một cái giá trị tuyệt vời nhất cho người chủ này, giúp cho họ có thể có được cái sự phát triển hơn thịnh, dành tình yêu và lòng biết ơn cho cái căn nhà hay là cái mảnh đất, cái bất động sản mình mong muốn. Và nếu như mà anh chị, đặc biệt là nếu như anh chị ở gần khu đất đó thì anh chị có thể là tới tới khu đất đó luôn. Tại vì mỗi khu đất là nó có năng lượng mà anh chị. Nó sẽ có cái năng lượng anh chị, và mình tới đó luôn và mình đứng mình cầu nguyện thì sẽ càng hiệu quả hơn. Còn nếu như mình ở xa thì cũng không sao, mình có thể là hướng hướng bản thân của mình về cái mảnh đất đó và mình cầu nguyện. Cái lời cầu nguyện thì đặc biệt anh chị nào mình chưa có thì mình có thể là
nhắn tin cho nhóm trưởng đúng ạ, thì nhóm trưởng sẽ có thể là gửi tặng cho anh chị, giống như là hồi sáng anh Thẳng có chia sẻ đúng ạ. Dạ, thì đó là cái bước số 3. Và cái bước số 4 anh chị, đó chính là anh chị có thể làm thêm một cái bước để mà có thể là đạt kết quả hiệu quả hơn, đó chính là mình có thể in một cái tấm séc nhiễm màu càng nhiều càng tốt, và anh chị sẽ dán khắp nhà. Rồi sau đó là anh chị viết cái con số vào, viết cái con số mà mình mong muốn là bán cái bất động sản đó vào, để mà nó có thể là ám ảnh vào bên trong tâm trí của anh chị nhiều hơn. Dạ. Và cái bước số 5 đúng ạ, rất là quan trọng. Đó là mình hãy cho phép mình có mặt trong cái nhóm rèn luyện tâm thần trị. Tại lý do vì sao mà anh Thẳng trong một tháng thôi, anh có thể là thanh lý được ba cái bất động sản và một cái phương tiện máy móc của mình cũng tương đương một cái bất động sản đúng không ạ. Mà có một điều đặc biệt đó là khách hàng là gọi là khách hàng tới là tới tấp khách hàng là xếp hàng dài mong muốn là được mua cái bất động sản đó, chứ không có đi năn nỉ khách hàng nữa. Tuyệt vời, hay rất là tuyệt vời ạ. Dạ, tại vì cái quan trọng là anh luôn nâng tâm cái giá trị bản thân của mình và cái giá trị sản phẩm của mình, luôn giữ cho mình được một cái tâm thần trị rất là bình an và rất là tự tin vào những cái giá trị mà mình trao đi. Thì cái bước này đó chính là nó liên quan tới cái năng lượng của mình. Cái năng lượng của mình phát ra như thế nào thì mình sẽ hấp dẫn những cái tần số tương tự như vậy. Nên là chúng ta có mặt trong cái nhóm rèn luyện tâm thần trị để mà anh chị luyện cho mình luôn ở cái trạng thái của sự thu hút và đón nhận. Và mỗi ngày anh chị có thể lặp đi lặp lại như thế nào? Và từ giờ phút này trở đi, tôi ở trong tôi là sự bình an, hài hòa, hạnh phúc, và hãy gửi nó cho tôi. Đúng không? Và hãy luôn đưa cho mình ở cái trạng thái đó, đó là cái trạng thái năng lượng thuần khiết, đó chính là cái trạng thái năng lượng đỉnh cao để mà anh chị có thể thu hút hấp dẫn cái khách hàng của mình. Và đặc biệt đó là vào ngày mai đúng không ạ, chủ nhật tuần này, trong cái nhóm rèn luyện tâm thần trị, chúng ta sẽ được làm một cái quy trình cực kỳ tuyệt vời dành cho những anh chị nào đang mong muốn là gia tăng tài chính của mình. Bao nhiêu anh chị mong muốn là gia tăng tài chính của mình có thể comment tôi ạ. Bao nhiêu anh chị mong muốn là gia tăng tài chính của mình không chỉ một tháng mà nó phải liên tục phát triển theo thời gian, mình có thể comment tôi đúng không ạ. Vậy thì trong chủ nhật tuần này anh chị, chúng ta sẽ được làm những cái quy trình, được học những cái kiến thức để giúp cho bạn gia tăng nhiệt kế tài chính bên trong tâm thức của mình. Và chúng ta đã học được công thức rồi đúng không anh chị, thế giới bên trong thì tạo ra thế giới bên ngoài. Tại sao mà có những tháng là mình luôn dư dả tiền bạc, có những tháng là mình có nhiều khách hàng, có những cái tháng là mình có thu nhập cao, nhưng mà đâu đó thì có những tháng mình lại không có tạo ra khách hàng, hoặc là mình không có cái thu nhập giống như là mình mong muốn, hoặc là có thể là mình phát triển đồ nhóm, lúc thì đồ nhóm rất là mạnh nhưng có cái lúc thì đồ nhóm chưa mạnh. Thì tất cả cái đó nó sẽ liên quan tới nhiệt kế tài chính bên trong tâm thức của mình. Và làm như thế nào, kể cả thị trường ở ngoài kia như thế nào, làm như thế nào, kể cả khách hàng đồ nhóm của mình như thế nào, thì mình vẫn không bị ảnh hưởng. Thì chúng ta cần cài đặt cái nhiệt kế tài chính bên trong tâm thức của mình. Và trong cái quy trình này thì chúng ta sẽ được gia tăng cái tài chính gấp 2 lần, gia tăng cái nhiệt kế tài chính gấp 2 lần so với cái con số hiện tại của anh chị. Nên ở đây mỗi anh chị thì sẽ có một con số khác nhau, và câu lạc bộ dẫn dắt để mình đi động cái lộ trình, đi động công thức. Và đặc biệt ở đây đó chính là khi mà chúng ta tham gia nhóm rèn luyện tâm thần trị, anh chị được đồng hành trọn đời. Nên là khi mà mình đạt cái con số này rồi, mình liên tục được làm những quy trình để mình tiếp tục gia tăng cái nhiệt kế tài chính của mình lên tiếp theo. Và vì như vậy anh chị, trong hơn 3 năm vừa qua khi mà Lan đồng hành cùng câu lạc bộ, từ cái thu nhập 5 triệu Lan đã gia tăng lên 10 triệu, và từ 10 triệu Lan đã gia tăng lên 20 triệu, từ 20 triệu Lan đã gia tăng lên 50 triệu, và cứ như vậy liên tục Lan đã có thể tạo ra dòng thu nhập chuyển con số, và Lan còn có thể tạo ra cho mình dòng thu nhập thụ động. Bao nhiêu anh chị đang hướng tới điều này? Và trong những cái năm tháng Lan đồng hành cùng câu lạc bộ, có những lúc hơn là COVID anh chị, và thị trường ngoài kia rất là nhiều người họ không có bán, không bán được hàng, họ không có việc làm. Nhưng mà nhờ Lan được cài đặt cái nhật ký tài chính bên trong tâm thức của mình, và vì điều đó anh chị, có thể là có những cái lúc mà đối với người ta khác rất là rủi ro, nhưng mà cái con người bên trong của mình, tiềm thức của mình, nó biết rất là rõ mình cần có những cái chiến lược gì, và nó thu hút những cái nguồn lực, những đối tác phù hợp để giúp cho mình, kể cả thị trường như vậy mình vẫn có thể gia tăng được tài chính của mình, biết cái cách mà biến rủi ro thành cơ hội. Và trong cái thế giới hiện tại đúng không anh chị, và chúng ta cũng biết là tương lai mình sẽ gặp những cái sự kiện gì, nhưng quan trọng là sự kiện tới thì sẽ có hai nhóm người.
những nhóm người là bị trôi theo sự kiện đó và họ bị ảnh hưởng và họ đổ lỗi cho thị trường, cho sự kiện. Nhưng mà sẽ có những nhóm người là họ luôn biết tận dụng những cái lan sóng của những sự kiện đó và họ đứng trên cái lan sóng đó để mà cái lan sóng đó đẩy họ đi nhanh hơn. Vậy thì một cái để mà chúng ta có thể là không có bị ảnh hưởng bởi thị trường và chúng ta có thể là làm chủ được cuộc đời của mình, đó chính là chúng ta làm chủ được cái nhược kệ bên trong tâm thức của mình. Ba nhà anh chị ra quyết định là vào chủ nhật tuần này mình sẽ có mặt trong cái nhóm rèn luyện tâm thần trí để mà anh chị được làm quy trình gia tăng nhược kệ tài chính bên trong tâm thức của mình. Liên tục qua bên phận thì có thể comment, tôi sẵn sàng đứng ạ. Và nếu như mà anh chị nào mình đã rất là sẵn sàng cho cái hành trình thành công của mình rồi thì anh chị có thể là nhắn tin cho nhóm trưởng để có thể được hỗ trợ giúp cho anh chị kịp tham gia vào 10 giờ sáng mai để mà chúng ta sẽ được làm những quy trình này. Và vào trong cái nhóm rèn luyện tâm thần trí thì anh chị gói là sẽ có một cái bước lột xác cho cái tết này. Khi mà chúng ta tham gia nhóm rèn luyện tâm thần trí trong cái tuần này được anh chị sẽ được tặng một cái nhóm rèn luyện để mà giúp cho anh chị có thể là thay đổi vóc dáng của mình, sở hữu một cái vóc dáng, một cái body xinh đẹp trước tết này đứng ạ. Và cái thứ hai đó chính là anh chị sẽ được tặng một cái nhóm sở hữu 7 ngày sở hữu làn da đẹp. Và để mà trong cái tết này là ai nhìn mình rất là cũng phải là gọi là siêu mê ha. Chồng đi bên cạnh mình rất là chồng rất là gọi là rất tự hào. Vợ đi bên cạnh mình là vợ rất là tự hào. Tại vì vợ chồng mình là thay đổi lột xác. Bao nhiêu anh chị thấy tuyệt vời ạ. Vào đây được học cái công thức để mình tăng trưởng tài chính. Mà không những như vậy mình còn học được cái công thức để mà mình trở thành một cái phiên bản tuyệt vời nhất của chính mình. Mình gia tăng được cái giá trị của mình lên. Và Lan phải nói với anh chị á, bao nhiêu anh chị đồng ý với Lan. Khi mà mình có một cái cơ thể xinh đẹp, mình có một cái làn da xinh đẹp đúng không ạ? Thì cái việc á, mà mình đi gặp đối tác khách hàng, mình cũng trở nên tự tin hơn ạ. Mình trở nên thân thái hơn ạ. Và đó cũng chính là cái điểm nhấn mà giúp cho khách hàng của mình, họ ấn tượng với mình trong 5 giây đầu tiên. Và đặc biệt là những anh chị mà kinh doanh sản phẩm bất động sản đúng không? Là một cái sản phẩm giá trị cao và khách hàng của mình là những cái người mà họ rất là nâng tâm cái phong cách sống của họ luôn. Và nếu như mà mình không có nâng cái giá trị của mình lên tương đương với họ thì sao? Và họ chưa dễ dàng đón nhận mình. Tại vì những người đó anh chị, những cái người mà họ có tiền họ luôn thích làm việc với chuyên gia, và chuyên gia thì không những là mình thể hiện ở bên trong của mình mà cái đầu tiên đó chính là mình thể hiện ở cái bên ngoài của mình rồi. Và hai cái này mình không có chọn một trong hai. Mà là mình cần phải đi song song với nhau. Và đó, điều đó thể hiện mình đang là một người chuyên gia. Mình đang là một cái người mà trao giá trị cho họ. Chứ không phải là một cái người mà chỉ chăm chăm vào bán hàng cho họ thôi. Cho nên là câu lạc bộ rất là hiểu rõ điều này. Và trang bị cho chúng ta là từ, gọi là từ bên ngoài cho tới bên trong. Từ chân tới kẻ tóc, từ đỉnh đầu cho tới đầu ngón chân. Bao nhiêu anh chị thấy là quá tuyệt vời ạ. Bao nhiêu anh chị là thích là vừa đẹp mà còn là vừa phải thành công ạ. Còn phải vừa khỏe mạnh nữa nhé. Yes. Và rất là tuyệt vời anh chị. Ngày trước thì bản thân của Lan, Lan không có được điều này đâu anh chị ạ. Lan chỉ có thể là bán được những cái sản phẩm là vài ngàn thôi. Lúc mà Lan ngồi chờ thì Lan chỉ bán được cái sản phẩm là một cái ly chè 7.000. Dạ tại vì lúc đó là anh chị thấy là Lan mặc thì mặc đồ bộ mà còn tư duy thì rộng tích. Còn lại là cái khả năng bán hàng của mình là không có. Nên là mình chỉ việc năn nỉ khách hàng thôi anh chị. Và mình không có thể bán cái giá trị cao hơn. Tại vì bán một cái ly chè 7.000 là con bị trả giá mà. Em, 3 ly 15.000 được không? 3 ly 15.000 chị mua, con ly 7.000 chị mua đâu. Má ơi, bán cái ly chè 7.000 lời còn ly 1.500 à? Mà trả ly 5.000 là con lại lời một ly là bao nhiêu? Hình như là đâu đó là mới ngang vốn, chưa đủ vốn. Yes, mà nhiều lúc là tới cuối giờ cũng phải bán anh chị. Tại vì sao? Tại vì mình không có khả năng bán hàng cho nên là mình chỉ có thể bán được cái giá đó thôi để mình để cái hàng của mình. Chứ chè mà để qua ngay là ai bán được nữa. Dạ cho nên cậu phải bán. Đó, và chấp nhận như vậy, bao nhiêu anh chị đáng như vậy ạ. Bao nhiêu anh chị đáng đó là bán cái hàng của mình, đó là hàng của mình đầy ra. Sau đó mình bán được và mình phải chấp nhận bán một cái giá là đôi khi mình không có lời. Và thậm chí nhiều khi là lỗ nữa. Nhưng mà anh chị thấy anh doanh anh một thằng tuyệt vời. Và thậm chí là khách hàng tới. Nhưng mà chưa chắc là anh mua đồng giả của em mà em bán nhé. Tại vì mình đã nâng tầm cái bản thân của mình lên một cái tầm cao mới. Và mình
thật sự có cái tấm là mong muốn giúp đỡ khách hàng, nên là mình không có bị phân tán khi mà có những khách hàng là họ không có cái thiện chí. Mình rất là hiểu cái giá trị của mình đang ở đâu. Bao nhiêu anh chị thích nâng tâm cái giá trị bản thân của mình như vậy ạ? Bao nhiêu anh chị thích bán hàng đó là khách hàng họ phải rất là hiểu rõ cái giá trị của mình, và họ mong muốn, họ khao khát được mua hàng của mình, chứ không phải là mình đi năn nỉ khách hàng nữa. Thì mình có thể comment tôi đứng ạ. Vậy thì cái level đầu tiên mà chúng ta cần phải bước là chúng ta cần phải làm chủ được tâm thân trị của mình. Chúng ta cần phải nâng cao cái giá trị bản thân của mình, nâng cao cái nhật kế tài chính bên trong tâm thức của mình. Nên là nếu như mà anh chị nào đã sẵn sàng thì chúng ta hãy nhắn tin cho nhóm trưởng của mình để mà có thể có mặt vào 10 giờ sáng mai để mà chúng ta sẽ được làm quy trình này. Và đây là cái quy trình cuối năm 2024. Đây là quy trình cuối năm 2024. Và đây là một quy trình đặc biệt, tại vì để mà đầu năm 2025 thì chúng ta sẽ bắt đầu đưa ra những cái mục tiêu mới, đúng không anh chị? Và để mà chúng ta có thể cài đặt cái quy trình này rồi thì những cái mục tiêu đó sẽ giúp cho anh chị có thể là đạt được, hưởng được cái chương năng lượng, cũng như là chúng ta gia tăng được cái nhật kế tài chính của mình rồi thì chúng ta dễ dàng chinh phục những cái mục tiêu, một cái bước đà trong năm 2025 này. Rồi, và cái câu hỏi số 2 đó chính là của anh Doãn Tháo, đúng không? Làm sao để có thể nhớ các ngôn từ trong khi đó học mất tập trung? Thì cái câu hỏi này á, là nghĩ là đầu tiên anh nên hỏi làm sao để mà mình học có sự tập trung trước. Làm sao để mình học có sự tập trung trước? Tại vì học mà không tập trung mà bắt là mình nhớ thì chịu rồi anh chị. Trời ơi, bây giờ cái tiềm thức của mình này nó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi thôi. Mà ha, mình nói sao? Tôi là tôi không học tập trung đâu nhé. Nhưng mà bà phải là nhớ cái ngôn từ cho tôi. Và làm sao làm? Tôi thì tôi mơ mộng chỗ này, mơ mộng chỗ kia đó. Còn bà thì bà lo mà nhớ ngôn từ cho tôi nhé. Chủ tịch nói gì là bà lo mà nhớ nhé. Còn tôi là tôi bận suy nghĩ quá khứ, tôi bận suy nghĩ tương lai, tôi bận suy nghĩ cái này, suy nghĩ cái kia. Và bắt tiềm thức của mình là phải nhớ ngôn từ. Nên là cái đầu tiên anh chị ạ. Chúng ta phải viết xuống đứng hết. Tôi cần làm gì để mà tôi rèn luyện được cái sự tập trung của mình? Tại vì chúng ta đã được học cái công thức rồi. Có nghĩa là tiềm thức và ý thức của chúng ta nó có chúng là một tâm thức. Và chỉ khi anh chị ý thức của mình tập trung thì tiềm thức của mình mới tập trung. Đừng bao giờ ý thức của mình mà làm một việc gì đó mà bắt tiềm thức mình tập trung là không có. Nên là nhiều anh chị buổi tối đi ngủ là mình cứ nghĩ là mình bật sách lên, mình bật sách nói lên để mình nghe, đúng không ạ? Mình nghĩ là trong cái lúc mà mình ngủ thì tiềm thức của mình sẽ nghe những cái đó, nhưng mà lúc đó là tiềm thức của mình đâu có nghe được đâu anh chị. Lúc đó thì mình ý thức mình đi ngủ rồi thì tiềm thức của mình cũng không nghe được, mà vô tình là mình lại cài đặt cho con người của mình là sao cứ nghe sách là buồn ngủ. Nên là mình phải tập trung vào ý thức trước, tại vì chúng ta biết ý thức là thuyền trưởng mà. Và tiềm thức là chỉ là gọi là những thủy thủ đoàn thôi. Và theo anh chị là cho Lan hỏi, thủy thủ đoàn là ngồi trong cái buồng lái, đúng không? Mặc dù là có thể là hàng trăm người họ rất là mạnh, nhưng bây giờ họ ngồi trong buồng lái họ đâu thấy đường đâu. Và bây giờ là mình bắt là thủy thủ đoàn là cái người ra lệnh, thì theo anh chị có an toàn không ạ? Bắt một cái người mà không thấy đường ra lệnh, gọi là ra lệnh là phải đi hướng nào thì liệu cái đoàn tàu đó có an toàn đứng ạ? Nên đầu tiên là cái ống thủy thủ, nên cái đầu tiên là cái ống thuyền trưởng trước, đúng không anh chị? Và cái ống thuyền trưởng chính là ý thức của mình. Vậy thì làm như thế nào để mà giúp cho mình tập trung đây? Thì cái đó chúng ta cần phải rèn luyện, đó chính là một cái sự rèn luyện anh chị. Ngày trước là Lan không có cái sự tập trung đâu, có nghĩa là Lan nói rằng là ở cái việc gì mà lớn thì tôi mà tập trung, cái việc gì lớn thì tôi sẽ tập trung được, còn mấy cái việc mà ví dụ rửa chén hoặc là làm này kia là tôi không có tập trung đâu. Và Lan nghĩ là chắc những cái việc lớn mình mới làm được, và trong những cái việc nhỏ Lan không có luyện cái sự tập trung. Và kể cả những cái việc lớn, và Lan rất là gọi là mình rất là ngạc nhiên khi mà kể cả khi mà mình làm những việc lớn mình cũng không tập trung được, tại vì cái cách mà mình làm một việc là cách mình làm mọi việc. Nên là ngày hôm nay để mà anh rèn luyện cái sự tập trung đó, thì anh hãy rèn luyện một cái bí kíp rất là đơn giản cho anh, đó chính là mình hãy luyện từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống của hàng ngày của mình. Mình làm một việc gì mình hãy tập trung vào việc đó. Ví dụ ngày hôm nay khi mà mình đang ăn cơm với gia đình, đúng không? Thì mình bỏ cái điện thoại ra và mình tập trung, mình hiện diện với con mình, với vợ mình ăn cái bữa cơm đó. Đó chính là mình đang rèn luyện sự tập trung. Chứ mình ăn cơm một bên là mình bấm cái điện thoại,
một bên là có thể mở cái thông tin gì ra, một bên đó thì ăn cơm. Đó là mình đang chưa hiện diện về chính mình rồi. À, và chưa nói tới gia đình của mình nữa thì người ta cũng không thích cái điều đó. Nên đó là mình hãy bắt đầu rèn luyện từ điều đó. Hoặc là ngày hôm nay đúng không, mình đi tắm. Mình đi tắm thì mình cũng hiện diện với cái cơ thể này. Mình nói lời yêu thương, mình nói lời biết ơn về cơ thể này. Dạ. Mình hãy tập trung trong cái thời khắc đó. À, thay vì mình đi tắm mình suy nghĩ là ồ sao mà ngày hôm nay là công việc của mình là khách hàng thế này, khách hàng thế kia đúng không? Đó thì mình hãy hiện diện với cơ thể này. À, tôi rất là yêu thương bạn. Bạn rất là tuyệt vời, bạn rất là đẹp. À, bạn đang càng ngày càng thành công, càng ngày càng phát triển. Dạ. Và thậm chí là thầy tôi đi robin còn nói anh chị ạ. Kể cả cái lúc mà mình đi gọi là đi vệ sinh, mình cũng phải tập trung anh chị, mình phải biết ơn cái lúc đó. Nên là chúng ta phải tập từ những cái động tác nhỏ nhỏ như vậy. Ở ngày hôm nay mình rửa chén thì mình tập trung mình biết ơn những cái chén, những cái gì. Ngày hôm nay mình quét nhà. Giống hồi nãy anh Thắng có chia sẻ một cái câu chuyện đó. Có một vị giám đốc và lúc đó thì đang ở đứng ở bờ vực phá sản. Và lúc này thì ông không có biết làm như thế nào để có thể là phát triển lại cái doanh nghiệp của mình. Và lúc đó thì tất cả mọi người thì rất là nhộn nhạo. Và mọi người thì rất là lo lắng. Nhưng mà một cái ngày đẹp trời thì ông tới cái công ty của mình. Và lúc đó ông đóng cửa lại. Và lúc này anh chị biết ông làm hành động gì không ạ? Ông đã lấy một cái khăn và ông đã đi lau từng cái ly, ông đã đi quét từng cái phòng vệ sinh, quét cái phòng toilet, quét nhà từng động tác nhỏ như vậy. Và trong cái lúc mà ông quét ra đó, tự nhiên ông ngộ ra được một cái điều gì đó. Ông ngộ ra vào cái sự tập trung từ những cái chi tiết nhỏ nhặt. Ông ngộ ra cái sự tình yêu thương và lòng biết ơn từ những gì mà mình đang có, đang hiện diện. Và bắt đầu khi mà ông ngồi được bài học đó anh chị, ông phất lên như diều gặp gió. Và công ty đã, cái doanh nghiệp của ông đã khai sáng trở lại và phát triển trở lại. Nên đôi khi ngày hôm nay chúng ta sẽ nghĩ là mình phải làm những cái việc gì đó to lớn thì mình mới áp dụng những quy luật này đúng không ạ? Và khi mà những cái việc nhỏ chúng ta không áp dụng thì trong những cái việc lớn là mình cũng thấy mình cũng như vậy luôn. À, giống như là cái việc đi tắm mình tập trung nên vào học mình cũng tập trung được. Dạ, nên cái bí kíp đầu tiên là anh chị có thể comment giúp này, luyện cái sự tập trung trong từng cái việc nhỏ nhất của mình, trong từng cái hành động nhỏ nhất mà mình đang làm. Và cái lúc mà mình đang rèn luyện như vậy á, thì mình có những cái tiếng nói nhỏ thì sao, nó không ngăn cản mình, nó không có cho mình tiến tới thì sao. À, bao nhiêu anh chị mong muốn là học nắm cái bí kíp mà rất là đơn giản mà có thể là đánh tan cái tiếng nói nhỏ của mình ạ. À, có thể comment tôi giúp anh đứng ạ. Trời ơi, cái bí kíp này là Lan nói với anh chị là hôm qua Lan mới ứng dụng thôi. Nhưng mà Lan thấy là quá đỉnh luôn anh chị. Quá đỉnh luôn. Lan thấy trời sao tuyệt vời quá vậy mà Lan cũng cảm thấy rất là ngạc nhiên anh chị ạ. Mà hôm qua Lan thấy là Lan chạm được cái con người màu đỏ của mình luôn nhé. Thì con người màu đỏ là cái con người không tích cực đó. À, thì vào sáng hôm qua sau khi mà Lan dùng với anh chị sống thì Lan đang rất là năng lượng. Đó, mình đang nhìn những cái mục tiêu của mình rất là năng lượng, rất là nhiệt huyết. Cái là tự nhiên cái con người màu đỏ nó nói là mục tiêu này là bạn chưa dễ làm được đâu, mục tiêu này là bạn không có làm được đâu. Cái là cái con người màu đỏ là nói mình về anh chị. Cái lúc đó sao, cái lúc đó Lan mới nói là lúc đó Lan đang uống cái ly dinh dưỡng. Cái là mày nói là có nghĩa mình nói trong vô thức thôi. Lan mới nói rằng là bây giờ là bà nói tôi làm không có được đúng không, tôi mà làm không có được là tôi không có thành công đó. Mà tôi mà không thành công là tôi cho bà ăn mì tôm nha. Mà ăn mì tôm là sống không có lâu đâu. À bây giờ sao? À bây giờ thích sống lâu, vẫn trẻ khỏe đẹp, thích ăn mì tôm gọi là lên đường sớm. Thích gì? Thích ăn dinh dưỡng không? Trời ơi, mà lúc đó anh chị biết sao không? Cái con người bên trong của Lan nó là cảm nhận cái con người màu đỏ đó nó sợ luôn nhé. Lan cảm nhận cái con người màu đỏ nó sợ luôn. Lúc đó là Lan thấy nó im luôn anh chị. Nó im luôn. Không có nói gì nữa. Lúc đó Lan nói, wow, sao hiệu quả vậy ta? Thế mình nói, ủa sao hiệu quả vậy ta? Cái mà Lan mày nhớ lại là Lan mày nhớ lại là cái công thức bán hàng của doanh nhân Nguyễn Diệm đó. Có nghĩa là doanh nhân Nguyễn Diệm có nói là bạn muốn mà người khác mà mong muốn mà họ làm cái điều gì đó cho mình á, thì hãy cho họ biết cái lợi ích của họ. Hãy cho họ biết cái lợi ích của họ. Và bắt đầu Lan mày nhìn lại, à thì cái tiềm thức của mình thì con người màu đỏ nó cũng giống như một cái đứa trẻ 5 tuổi vậy đó. Và mỗi lần mà giả sử mình nhờ con mình cái gì đúng không, thì con mình chưa có dễ mà làm theo.
Nhưng mà giả sử ngày hôm nay con mình rất là thích một cái gì đó, rất là thích món đồ chơi này, mà giả sử nói là à, con làm xong cho mẹ, mẹ sẽ tặng con cái món này. Bao nhiêu anh chị thấy là con mình làm liền ạ. Và lúc đó anh mày nghiệm lại cái này, à thì ra là mình nói đúng cái mà cái con người màu đỏ nó cần, mình nói đúng cái nỗi đau của con người màu đỏ, và mình cho đúng cái mà cái con người màu đỏ nó cần. Có nghĩa là nỗi đau của nó là gì? Dạ, nỗi đau của nó là nó thích nói nhiều, gọi là nhát làm việc, thích chơi nhiều, gọi là thích tạm chuyện bao đồng của người khác, không có thích tập trung. Cái là nhưng mà cái nỗi đau của nó là gì? Dạ, cái nỗi đau của nó là nó sợ ăn mì tôm, nó sợ không có được đẹp, nó sợ không có khỏe mạnh anh chị ạ. Nên là mình phải hiểu người hiểu ta trong trận trăm thẳng đúng không? Mình cũng phải hiểu cái con người màu đỏ của mình, nó sợ cái gì, nó thích cái gì. À nhưng mà nó rất là thích đẹp. Dạ, nó rất là thích được nhiều người ngưỡng mộ. Nó rất là thích gọi là những cái cảm giác giàu có. Nhưng mà chỉ có cái là nó nhát lắm. Nên là ngày hôm nay phải đánh đúng cái nỗi đau của nó. Cái là mình nói là tôi mà không thành công là tôi cho bà ăn mì tôm nha. Tôi nên là phải hậu thuẫn cho tôi thành công đi. Tôi mà thành công thì bà thích gì tôi chiều này. Có nghĩa là mình tự nói với cái con người bên trong của mình vậy đó. Mà anh chị biết là từ ngày hôm qua giờ là im re luôn nha. Từ ngày hôm qua giờ là im re không có nói nữa. Mặc dù trước đó là Lan cũng dùng nhiều biện pháp anh chị. Có nghĩa là cũng lúc là mình cũng nhẹ nhàng cũng có, mình cũng mạnh mẽ cũng có. Nhưng mà lần này khi mà Lan dùng cái công thức này đó, thì Lan thấy hiệu quả hơn rất là nhiều luôn. À, thì tức là hai từ hôm qua giờ là không có nói gì là anh chị, mà anh thấy có nghĩa là mình cảm nhận luôn nhé. Mình cảm nhận cái con người màu đỏ đó giống như là mình dọa nó sợ hay sao, mà mình cảm giác là nó đang ngồi nó đang ngồi có rõ và nó đang sợ mình hay sao. Mà gọi là kiểu là anh trừ qua giờ là anh giáo tiếp này, bây giờ là thức ăn dinh dưỡng đúng không? Ok, bây giờ chị dạy gì là phải làm theo chị nhé. Đó, bây giờ chị dạy cho em này 17 tư duy triệu phú, đọc 17 tư duy triệu phú, biến cái tư duy này thành cái tư duy của mình cho chị. Cái là ok chị, ok chị. Cái là mình cảm nhận được cái con người bên trong của mình đó, nó đồng tình với mình đó. Mình cảm nhận được điều đó. Thì nói chung là anh chia sẻ cái này nó hơi sâu. À nhưng mà không biết là anh chị mới có dễ hiểu hơn không? Không biết anh chị mình có dễ hiểu không ạ? Anh chị nào hiểu được có thể comment số 10 giúp Lan được ạ. Anh chị nào chưa có hiểu thì chắc cũng hiểu Lan đang nói gì. Nhưng mà cái này Lan đang rất là cảm xúc nha. Có nghĩa là trước giờ là Lan thực hiện rất là nhiều biện pháp để mà có thể là vượt lên cái con người màu đỏ của mình đó. À, nhưng mà chưa được. À, nhưng mà anh thấy hôm qua anh thực hiện cái này nó rất là đơn giản lắm. Có nghĩa là đánh động cái nỗi đau của nó và cho nó cái điều mà nó cần. À, thì tự nhiên hôm qua giờ im re luôn anh chị ạ. Anh tuyên bố mục tiêu gì là ok, em tin chị làm được, anh làm được, yes. Nó rất là đồng tình với mình luôn, nó rất là hay luôn. À, nên là ngày hôm nay nếu như mà anh chị cũng đang bị tiếng nói nhỏ thì có người màu đỏ bên trong đó, nó kìm hãm mình đó. À, thì anh chị có thể hiểu được, tại vì đôi khi mỗi anh chị thì sẽ khác anh đúng không ạ? Anh chị biết được đó là cái con người bên trong của mình nó không thích cái gì. Dạ. Và mình biết được là cái con người bên trong mình nó thích cái gì. Mình đàm phán với nó, mình lấy cái đó ra mình đàm phán. Dạ, chứ là thấy là lần đàm phán quá đụng quá đụng tim đen rồi. Dạ, cái con người bên trong mình là thích đẹp. Nó không có thích gọi là ăn những cái là chưa được ngon. Cái là mình nói ra cái đó thôi, nhưng mà nó rất là nghe lời luôn anh chị. Nên là cái việc của mình nó chỉ là hợp nhất ý thức và tiềm thức làm một thôi. Một khi mà ý thức mình nói mà tiềm thức bên trong mình nghe lời là nó anh chị là nhà vô địch luôn. Và không gì mà mình không thể, tại vì lúc đó mình đã tạo ra một cái nguồn năng lượng, một cái sức mạnh rất lớn. Ý thức tiềm thức hợp lại là 100%. Giống như chủ tịch Trần Huy nói đó, là khi mà tâm thân trí của bạn hợp nhất là một rồi thì sao, bạn tạo ra một cái năng lượng cực kỳ đỉnh ra. À, thì bắt đầu mình sẽ rèn luyện như vậy. Thì bắt đầu mình anh rèn luyện được cái sự tập trung thôi. Thì cái bước tiếp theo khi mình vào học, mình ra quyết định rắc bùa phép màu trước nhé. Bước này không biết anh chị có áp dụng nghiêm túc không. Nếu như anh chị nào chưa áp dụng, mình áp dụng để mình xem thử cái sự ví dụ của nó như thế nào. Anh nói là anh chị trước khi đi học đó, mà trước khi học đó, mà mình rắc bùa phép màu là một cái động tác nhỏ 30 giây này thôi. Nhưng mà nó đã giúp cho chúng ta là tiết kiệm, giống như là mình đi từ cái điểm A tới điểm B luôn rồi. Có nghĩa là một sự vật sự việc luôn có hai lần, một lần là bên trong tâm trí của bạn và một lần là ra ngoài đời thực. Và khi mà anh chị cho cái con người bên trong mình nó thấy cái kết quả của công mà anh chị mong muốn, kể cả trong việc học hoặc bất cứ một điều gì đó,
là cái con người bên trong là nó đã biết luôn cái cách làm nhanh nhất, ngắn nhất, dễ dàng nhất để giúp cho bạn tới cái điểm đó. Nhưng mà nếu như ngay hôm đó bạn làm cái điều gì mà bạn chưa ra quyết định á, là mình sẽ thấy ô mình rất là lơ đễnh luôn, mình đi vòng đi veo đi vòng đi veo, và cuối cùng là mình đi rất là nhiều thời gian rồi nhưng mà vẫn chưa tới đích, và điều đó làm mất thời gian của mình. Nên là chỉ 30 giây tới 1 phút mà để anh chị có thể ra quyết định trước bất kỳ điều gì trước khi mình làm. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc rất là nhiều. Tại vì lúc đó mình sử dụng được cái nguồn lực tiềm thức bên trong của mình từ những cái việc nhỏ nhất như vậy. Dạ, bắt đầu ra quyết định rồi. Bước số 2, bắt đầu rèn mình. Rèn mình. Có thể là ngày hôm nay mình chưa có thói quen là ghi chép, và mình vừa học mình chưa có sự hiện diện, thì mình hãy luyện từng bước. Ví dụ ngày hôm nay mình học 1 tiếng rưỡi, bình thường là mình không có cái giờ phút nào là tập trung cả, thì bây giờ bắt đầu nói về bản thân của mình ngày hôm nay nhé, công luyện luyện 10 phút cũng được. 10 phút này là mình sẽ ghi chép, và trong 10 phút mình học đó, 10 phút đầu tiên đó, chủ tịch Trịnh Huy nói gì là ghi chép về đó đó, còn mấy phút sau cho nó chơi cũng được. Rồi bắt đầu qua ngày thứ hai luyện tiếp, ngày nay là luyện là 15 phút nha, rồi ngày tiếp theo là luyện 20 phút nha, và cứ như vậy anh chị tăng cái level của mình lên, bắt đầu cái con người bên trong của mình nó quen dần. Và đó chính là cái công thức để mà mình luyện từ bên trong cái sự tập trung của mình. Dần dần từng bước như vậy là nó sẽ không có bị ngược. Còn một phát là mình bắt nó luyện thay đổi ngay 100 độ C thì có thể ngay này còn thay đổi. Nhưng mà qua ngày mai là không có thay đổi được. Tại vì tiềm thức là thói quen, cũng giống như cái việc mà chúng ta đi thể dục. Ngày hôm nay ngày đầu tiên là chạy súng lắm. Ngày đầu tiên là chạy là sao? 10 cây số. À dạ, ngày tiếp theo là chạy 15 cây số. Qua ngày số 3 là không có thấy đâu. Tại vì có người bên trong sợ quá. Nên là mình luyện cái gì cũng vậy anh chị ạ. Hãy từ những cái bước nhỏ nhất. Và bắt đầu luyện chân như vậy. Và khi mà đạt được cái bước nhỏ nhất là luôn là phải khen thưởng cái có người bên trong của mình. Ôi bạn tuyệt vời quá. Trời ơi, trước giờ là học đâu ghi chép đâu. Ngày hôm nay học là ghi chép được 10 phút rồi là quá đỉnh. Lần tiếp theo là mình sẽ làm tốt hơn. Đúng ạ, thì mình sẽ bắt đầu rèn luyện như vậy. Và để mình có thể là rèn luyện cái sự tập trung. Và tốt nhất thì trong nhóm rèn luyện tâm thần trị cũng sẽ có được cái quy trình để mà anh chị thực hành quy trình này, để mà anh chị hiểu được cái cách, cái phương pháp như thế nào, từng bước cụ thể như thế nào. Và mình được làm cái công thức luôn để mà mình có thể rèn luyện cái bộ não của mình. Tại vì cái bộ não của mình nó là một cái siêu máy tính, đúng không? Mà mình rèn luyện được cái sự tự trống thôi á, thì cái siêu máy tính này nó sẽ hoạt động một cách cực kỳ mạnh mẽ, hơn cả 100 cái máy tính trên thế giới, hơn cả 100 cái máy tính hiện đại nhất trên thế giới cộng lại, cái bộ não của mình anh chị. Và chúng ta đã nghe một cái câu chuyện rất là nổi tiếng của ngài Bill Gates và ngài Warren Buffett, đúng không anh chị? Thì có một ngày đẹp trời thì ngài Bill Gates mới tới nhà của ba, ngài Bill Gates chơi đúng không? Ba của ngài Warren Buffett chơi. Thì lúc đó ông mới hỏi hai người vị tổ phụ này là cái bí kíp nào mà giúp cho hai con có thể là đạt được cái thành công lớn như vậy. Thì bắt đầu hai ông mới ghi vào trong cái mẩu giấy anh chị. Và lúc đó thì đưa cho ba của ngài Warren Buffett thì ông mới mở ra. Và ông rất là ngạc nhiên, tại vì anh chị có biết là trong mẩu giấy đó hai ông công ghi cái điều gì không ạ? Anh chị có biết là trong mẩu giấy đó hai ông công ghi điều gì không ạ? Dạ đúng rồi, tuyệt vời. Sự tập trung. Sự tập trung. Sự tập trung. Tập trung ở đấy đó chính là không phải tập trung ở bên ngoài nữa, mà phải tập trung từ bên trong cái suy nghĩ của mình, từ bên trong cái hành động của mình, từ bên trong cái lời nói của mình. Và khi mà chúng ta gặp khách hàng cũng vậy thôi anh chị ạ. Và khi mà anh chị có cái sự tập trung và hiện diện ở đó tự nhiên nhé, không hiểu sao mà anh chị trước giờ mình nghĩ rằng mình không có nói hay như vậy đâu, không hiểu sao hôm nay mình tập trung á, mình nói những cái ngôn từ mà rất là hay mà tự nhiên chạm tới được trái tim khách hàng. Tại vì lúc đó là anh chị đang hiện diện tâm thân trị với khách hàng của mình, là cái con người trí huệ vô lượng bên trong của mình nó được phát khởi, và nó tuôn ra cho mình những cái lời nói, những cái ngôn từ mà chạm tới được cái trái tim của khách hàng luôn. Nhưng mà mình không tập trung nhé. Khách hàng nói gì không nhớ. Dạ, khách hàng nói một đằng mình trả lời một nẻo, cái là mình nói là khách hàng này tưởng đâu là chốt được rồi nhưng cuối cùng cũng không có chốt được, tại vì trong cái cuộc nói chuyện đó mình không có cái sự tập trung và hiện diện với họ. Và tập trung ở đấy thì cũng là tập trung trong cái hành động công việc của mình. Đó là ngày hôm nay khi mà anh chị đã chọn cho mình một sự nghiệp đó, thì hãy tập trung trong cái sự nghiệp đó,
Hãy tập trung trong cái niềm đam mê đó, trong cái niềm nhiệt huyết đó. Nếu như mình đã thật sự yêu thích cái công việc này, nếu như mình đã thật sự nhiệt huyết trong cái công việc này, thì người thành công họ không có đựng nỗi này trong nỗi nọ đâu ạ. Tại vì đựng nỗi này trong nỗi nọ đó chỉ là làm cho cái sức mạnh tâm trí của chúng ta, sức mạnh tập trung của chúng ta nó bị phân tán, giống như những cái tia laser. Một cái tia laser đúng không anh chị, mà nó có sự tập trung đúng không, nó sẽ tạo ra một sức mạnh mà có thể đốt cháy tất cả mọi vật đúng không. Và ngày hôm nay cũng vậy, khi mà chúng ta tập trung cho một công việc của mình, cho một cái sự nghiệp của mình, cho tới khi thành công, thì điều đó cũng là cái điều mà giúp cho anh chị có thể thu hút những cái đối tác, những cái khách hàng, những cái nguồn lực mà họ cũng có cái sự tập trung giống như anh chị. Và một cái câu nói rất hay đó chính là một khi mà bạn khao khát thì cả vũ trụ hợp lực lại để giúp cho bạn đạt được điều đó. Tôi rất là khao khát mang cái sự mình này tới cho mọi người, tôi rất là khao khát mang cái giá trị này cho tới mọi người, và mình tập trung vào cái điều đó để mình biến mình trở thành một người có giá trị, trở thành một người chuyên gia trong cái lĩnh vực đó của mình, để mà mình có thể trao cái giá trị tốt nhất cho khách hàng. Thì đó chính là mình đang thể hiện tôi đang rất là khao khát, đang rất là nhiệt huyết trong cái này. Và điều đó có thể cái lúc mà mình học tập rèn luyện không ai thấy, nhưng mà vũ trụ thấy và mang tới cho chúng ta cái kết quả mà chúng ta mong muốn. Và khi mà chúng ta thấy là mình bắt đầu rèn từ những cái điều nhỏ như vậy, thì trong những cái điều lớn là không hiểu sao mình cũng có được cái sự tập trung. Và cái này là phải rèn anh chị, rèn mỗi ngày. Và để mà vào câu lạc bộ thì Lan cũng rèn mỗi ngày, và mỗi ngày thì mình cảm thấy là mình lại có cái sự tập trung cao hơn. Và khi mà mình có cái sự tập trung cao hơn anh chị, mình lại có cái kết quả tài chính cao hơn. Nên là bao nhiêu anh chị sẵn sàng mình rèn tâm trí của mình ạ. Và mình sẽ rèn huấn luyện tâm trí của mình, và bắt đầu từ bây giờ tập trung vào những cái điều nhỏ nhất. Anh chị có thể comment tôi giúp Lan đứng ạ. Ví dụ khi mà Lan rèn mình anh chị, Lan bước đi ở cầu thang, thì mình là nhớ là mình sẽ nói cái từ cảm ơn bậc chứng nghiệm mong, chứ đôi khi mình không có nhớ. Thì mỗi lần mà mình đặt chân lên cầu thang cái mình nhớ là mình sẽ thực hành cái điều đó, cảm ơn bậc chứng nghiệm mong. Dạ, nếu muốn mua bất động sản thì có cần in tấm séc nghiệm mong không ạ? Nếu mà muốn mua bất động sản thì anh cũng có thể in cái số tiền mình muốn mua bất động sản đó. Ví dụ cái bất động sản là 10 tỷ đúng không ạ? Thì mình in ra cái số tiền 10 tỷ, thì mình có tiền thì mình mua được bất động sản đúng không ạ? Thì mình có thể in ra ha. Còn nếu như mình đã dư dả tiền bạc mua bất động sản rồi, thì mình có thể in ra cái số tiền mà mình muốn là cái bất động sản này nó sẽ gia tăng lên cái giá trị bao nhiêu và sau khi mình mua đúng ạ. Và mình cũng sẽ có cái mốc thời gian anh chị ha. Nếu như anh chị nào mà chưa có cái tấm séc nhiệm màu thì có thể xin nhóm trưởng của mình. Và có một cái câu hỏi của anh Trung Kiên, đó chính là trong khi ghi chép livestream 21 ngày của Chủ tịch Trần Huy và phát livestream có đoạn nói về hành động kết quả của Chủ tịch Trần Huy, ghi chép từng câu từng chữ như vậy, khi mình livestream thì đoàn đạo xử lý như thế nào, nói về mình hay là kết quả của Chủ tịch Chỉ huy? Dạ, đối với những anh chị nào mình đang muốn phát triển tư duy của mình, gia tăng giá trị nội tại của mình, và mình muốn là mình sẽ ghi chép lại cái công thức của Chủ tịch Chỉ huy đó, thì có những cái lúc mà Chủ tịch Trần Huy chia sẻ kết quả của Chủ tịch đó, thì mình chỉ nói đơn giản thôi, có thể mình nói là và mình xin chia sẻ, và Lan xin chia sẻ kết quả của người thầy của Lan, Lan xin chia sẻ câu chuyện của người thầy của Lan, sau đó mình kể câu chuyện rồi đó, là đơn giản là như vậy thôi anh ha. Nhưng mà có cái bài số 1 á, bài số 1 á là Chủ tịch Trần Huy chia sẻ về cái câu chuyện cuộc đời của Chủ tịch Trần Huy á, thì cái bài đó là anh chị có thể chia sẻ về câu chuyện cuộc đời của chúng mình, của chính mình đúng ạ. Dạ rất là tuyệt vời. Và Lan thấy là cũng đã hết câu hỏi rồi, cho nên là ngày hôm nay thì Lan cũng rất là vinh hạnh, Lan được mời lên đây. Những anh chị đã ứng dụng cái công thức của câu lạc bộ và đã đạt được những cái kết quả rất là tuyệt vời trong cái hành trình ứng dụng của mình. Bao nhiêu anh chị mong muốn là được lắng nghe chia sẻ của người thành công ạ. Bao nhiêu anh chị mong muốn là được hưởng cái năng lượng của người thành công ạ. Có thể comment tôi giúp Lan đứng ạ. Rất là tuyệt vời. Vậy thì bây giờ cho Lan mượn đôi bàn tay xinh xắn của anh chị được không ạ? Chúng ta hãy dành 100% năng lượng để Lan có thể mời lên đây
Dạ nhân chị Trân Thẩm của chúng ta, Lan xin mời dạ nhân chị Trân Thẩm ạ. À. Chị có thể đưa tay lên màn hình để Lan mở mắt cho chị nhé. Xin chào tất cả các cô và anh chị trong buổi sáng ngày hôm nay. Các cô và anh chị cho tạm hỏi, mọi người đã nghe rõ không nói chưa ạ? Xin chào tất cả các cô và anh chị. Chúc các cô và anh chị một buổi sáng tràn đầy năng lượng, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và sự thành công. Hôm nay thắm vô cùng biết ơn doanh nhân Nguyễn Lành đã cho thắm lên để ăn mừng thành công. Trước hết cho thắm xin biết ơn Chủ tịch Trịnh Huy, doanh nhân Nguyễn Nghiệp và doanh nhân Trần Vy đã những vị thân trưởng đã tạo ra môi trường câu lạc bộ để cho thắm được học tập, rèn luyện, ứng dụng và tạo ra kết quả. Vô cùng biết ơn ạ. Và thứ hai nữa, thắm xin biết ơn đến nhóm trưởng doanh nhân Bùi Duyên, người đã giao cho thắm biết đến môi trường câu lạc bộ này và để thắm có được cơ hội học tập. Và thứ ba nữa, xin biết ơn doanh nhân Nguyễn Lành, doanh nhân Nhật Thắng, doanh nhân Chị Đầu Hà, cùng với các doanh nhân Trình Phương, doanh nhân Trình Thoa, doanh nhân Nguyễn Nhung, doanh nhân Chị Đầu Hà, doanh nhân Chị Bích Theo và tất cả các doanh nhân trong câu lạc bộ đã ngày đến chia sẻ trao giá trị để thắm học tập, ứng dụng và tạo ra kết quả. Dạ, không biết là chị Trân Thẩm mà con đón ạ. Dạ, nó ở đây. Anh như bên chị bị cúp điện hay sao nhỉ? Dạ đâu không sao ạ. Dạ, xin lỗi các doanh nhân, thế thì các anh chị là lại bị mất điện, biết ơn điện. Dạ, hôm nay thẩm rất là biết ơn được doanh nhân Nguyễn Lan thẩm đến ăn mừng thành công. Và trước hết thì do điều kiện bắt tiền thì thẩm xin được chia sẻ nhá nhỉ. Dạ, thực ra là rất biết ơn môi trường câu lạc bộ đã cho thẩm được ứng dụng và tạo ra rất nhiều kết quả trong thời gian vừa qua. Và đặc biệt là thẩm đã khi được doanh nhân Bùi Duyên là giáo duyên thẩm biết đến môi trường câu lạc bộ này thì thẩm đã nghiêm túc học tập ứng dụng và tạo ra rất nhiều kết quả, đặc biệt là kết quả về sức khỏe, mối quan hệ và tài chính của thẩm. Về sức khỏe thì rất là tuyệt vời, thời gian qua thẩm thực sự phải nói rằng là chỉ cần một dấu hiệu rất nhỏ thôi về sức khỏe là thẩm đã ra quyết định cho bản thân mình và giải phóng cái ký ức, những cái trải nghiệm của mình, và ngay lập tức là kết quả đã đến với mình ngoài sự mong đợi. Thứ hai nữa, về mối quan hệ thì con cái ngày càng ngoan ngoãn và tập trung học tập, còn chồng mình thì giống như là như thẩm nói đùa với khoe ăn mừng với các nhóm trưởng ấy, là chồng mình giống như mình mới tuyển thêm được một người chồng mới. Trước đấy chỉ cần một cái việc nhỏ thôi thì cũng khiến cho chồng mình phải nổi bao cặp, nhưng bây giờ gọi là tất cả những việc nhà của thẩm đã được chồng trực tiếp làm và chăm sóc con cái, tất cả những việc gọi là nội trợ và cả chăm sóc con cái và công việc trong gia đình đều được chồng ủng hộ, làm việc giúp tất cả mọi cái. Và thứ ba nữa là về tài chính, tháng 10 vừa rồi thẩm đã ứng dụng cái công thức của câu lạc bộ, đặt mục tiêu và tin tưởng hoàn toàn vào mục tiêu của mình, và thẩm đã thu hút được số tiền lợi nhuận thu về là 400 triệu Việt Nam đồng. Đây là một thành công của thẩm thực sự nó ngoài sức mong đợi của thẩm. Và một điều vô cùng tuyệt vời nữa là thời gian vừa rồi hai vợ chồng thẩm đã đi sàng lọc, uống thuốc sàng lọc là phải nói là gọi là hơn nửa tỷ rồi, nhưng mà vẫn chưa sàng lọc được con trai như ý mình mong muốn. Thế nhưng mà sau khi mình ứng dụng và tạo ra được nhiều kết quả từ mối quan hệ, từ sức khỏe và từ tài chính của mình, thì thẩm đã quyết định rằng là sẽ ứng dụng cái công thức bí kíp của câu lạc bộ vào việc sinh con trai của mình, và điều đó rất là tuyệt vời sau khi mình nghiêm túc ứng dụng và kết quả đã đến với mình ngoài sức mong đợi. Đã vừa rồi thẩm đã nhờ năm bác sĩ đã kiểm tra, bác sĩ kiểm tra về nít, bác sĩ kiểm tra về tim mạch, rồi bác sĩ kiểm tra về siêu âm, thì tất cả các bác sĩ đều có chung một ý kiến là thẩm đã bầu con trai. Đó, một kết quả này nó thực sự là
vô cùng vi diệu mà ngoài sức tưởng tượng của mình luôn. Và sau khi thẩm đạt được những kết quả này thì thẩm đã tuyên bố với mình rằng là tất cả những kết quả này mình đã làm được, thì mình việc gì mình cũng có thể làm được nữa, chỉ cần mình tin tưởng, học tập và nghiêm túc ứng dụng các cái công thức bí kíp của câu lạc bộ thì nhất định mình sẽ thành công. Và thực sự thẩm ứng dụng thành công thì thẩm tin tưởng rằng tất cả các anh chị chúng ta ở đây, những ai các anh chị chỉ cần nghiêm túc học tập ứng dụng và làm theo tất cả các cái chia sẻ của các doanh nhân thì tất cả chúng ta đều thành công, và thành công hơn là cả thẩm rất là nhiều. Và thẩm tin rằng chúng ta cứ nghiêm túc và học tập ứng dụng thì thành công sẽ nối tiếp thành công đã thành công. Và thẩm xin chúc cho tất cả các anh chị cô bác nhà mình ở đây, tất cả chúng ta đều thành công. Và chúng ta biết rằng công thức của câu lạc bộ là chung, nhưng mà mỗi người sẽ có một cách ứng dụng khác nhau và sẽ có được những kết quả khác nhau. Cho nên kết quả của thẩm là điển hình của riêng thẩm, và thẩm tin rằng tất cả chúng ta sẽ có được những kết quả mà ngoài sức tưởng tượng của thẩm và của tất cả mọi người. Xin chúc tất cả các cô và các anh chị ở đây, tất cả chúng ta đều thành công và đều có được những cái kết quả mà như mình mong muốn. Xin cảm ơn tất cả các bạn anh chị ạ. Xin Trời ơi, cảm ơn. anh chị đã thấy là câu chuyện của gia nhân chị Trân Thảm là quá là truyền cảm hứng ạ. Cả nhà có thể là gửi lời chúc mừng cho gia nhân chị Trân Thảm của chúng ta đúng ạ. Trời ơi, bao nhiêu anh chị thấy là phát mò là đây, video là đây, bỏ ra gần nửa tỷ nhưng mà chưa đạt được anh chị ha. Nhưng mà chị đã dùng cái công thức của câu lạc bộ thôi là ngày hôm nay cũng đã đạt được cái điều mình mong muốn, đó là có bé trai đúng ạ. Quá tuyệt vời luôn. Cầu chúc cho hai mẹ con và chị Trân Thẩm sẽ rất là khỏe mạnh và sinh ra một thiên tài lỗi lạc của nhân loại, một doanh nhân chào đấy hả Văn, để có thể là trở thành một cái người mà gọi rất là truyền cảm hứng cho những thế hệ sau này đúng ạ. Dạ, và cả nhà ơi, bây giờ thì cả nhà có thể là công thành chúng ta sẽ truyền năng lượng cho chị Trân Thẩm để mà giúp cho chị có thể là thành công lớn hơn nữa, chị có thể là trao giá trị cho nhiều người hơn nữa được không ạ? 1 2 3 Biết ơn tất cả các cá nhân câu lạc bộ và biết ơn tất cả các anh chị có mặt ở đây ạ. Xin cảm ơn ạ. Dạ, quá là tuyệt vời ạ. Và như anh chị mong muốn là mình cũng trở thành một bậc thầy ứng dụng tiềm thức giống như gia nhân chị Thẩm ạ. Trời ơi, là nói cái điều đó mà còn làm được thì còn cái điều gì mà không làm được đâu. Đó là cái điều mà chưa dễ dàng mà chị còn ứng dụng thành công thì không gì là không được đúng ạ. Và không những như vậy là chị còn ứng dụng để mà chị có thể là đạt được một cái khoản tài chính cực kỳ lớn, 400 triệu đô đúng ạ, quá là tuyệt vời luôn. Và như anh chị mong muốn là mình cũng có thể là ứng dụng trở thành một bậc thầy tiềm thức để mà chúng ta cũng có thể đạt mọi mục tiêu của mình một cách là nhanh nhất, ngắn nhất và dễ dàng nhất như vậy. Anh chị có thể comment tôi đứng ạ. Và để rèn được điều đó thì một cái công thức rất là tuyệt vời mà chúng ta đang được học trong cái nhóm rèn luyện tâm thân trị. Nên là nếu như anh chị nào mình cũng đang khao khát những cái điều này, đang khao khát đạt được những cái mục tiêu và những cái ước mơ của mình, nhưng mà mình chưa biết cái công thức ứng dụng như thế nào để giúp cho mình đạt được nhanh hơn, thì anh chị có thể nhắn tin cho nhóm trưởng của mình để có thể được hỗ trợ giúp cho anh chị có mặt vào 10 giờ sáng mai trong cái nhóm rèn luyện tâm thân trị để mà chúng ta được làm quy trình cài đặt nhiệt kế gia tăng tài chính bên trong tâm thức của mình, và những cái quy trình để mà giúp cho anh chị có thể là đạt được cái mục tiêu của mình. Rất là biết ơn tất cả các anh chị đồng hành cùng Lan cùng với các anh chị nhóm trưởng và câu lạc bộ Tràng Đa Hảo Vang trong buổi dung sáng nay. Và chúng ta cũng hãy gửi lời biết ơn tới chủ tịch Trần Huy, doanh nhân Nguyễn Diệm, doanh nhân Trương Vi, doanh nhân Anh Nguyễn Thắng, doanh nhân chị Đầu Hà, doanh nhân chị Kim Phượng, doanh nhân chị Trân Thắm, doanh nhân chị Bùi Duyên, và tất cả các doanh nhân trong câu lạc bộ Tràng Đa Hảo Vang, đặc biệt là các anh chị nhóm trưởng đang ngày đêm cống hiến phụng sự và giúp cho chúng ta có thể là đi tới hành trình thành công của mình nhanh hơn. Cảm ơn tất cả mọi nguồn lực của vũ trụ đang hậu thuẫn cho chúng ta thành công. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Và bây giờ anh chị có thể dành thời gian trong ngày để mà chúng ta sẽ viết ra 10 điều biết ơn nhé. Và Lan xin kết thúc buổi dung ở đây. Chúc cho anh chị sẽ có một ngày thật là hạnh phúc trọn vẹn trên tầng phục giây, và ngày hôm nay chúng ta sẽ chạm gần hơn một bước nữa tới ước mơ của mình ạ. Xin chào, thank you, I love you.